tại đường chín lắm góc nhỏ hay sạc có mình cắn dạ đây này có ba bọn nó ngồi cầm phản co cắn hết thầy mẹ đang ngồi bạn về sổ mà răng ngồi mà cụm rụm mà răng miệng đi bạn cho tiền miệng đi bạn cho tiền mẹ chữa rồi đi tờ đề tổ à dạ dạ mà mẹ con còn gặp mẹ lên ngồi trên kia rồi ừ đó có bạn cái sáng chưa mà chụp tơ rồi ồ bạn cái đường kia mà mưa quá bạn mưa quá hả mưa lành quá dạ mưa mẹ lành nữa à dạ dạ à có thằng cơm cơm à đi tặng mua thêm hai tên nữa cơm cháy hay cơm mặn gì cháy à dạ dạ à gì đi tặng hả gì đi tặng cơm hả dạ đem đi được có gặp ai là đưa được à dạ gì năm hồi từ thiền hay từ nhà không từ nhà à dạ được hả gì có quảng xã chứ bạn không hay là bạn cơm rồi chứ đâu dạ à dạ rồi giờ đi phạt cơm tôi được à ngày phạt được nhiêu không ba chục nữa thôi mua làm ở cái chỗ bao cúng à họ đi lễ đi chủ nhật có nữa là à dạ đi ra cất chảo nhưng mà cũng à dạ tôi được hai vợ chồng thằng cũng có đương nhiên rồi nên đó à ôi hồi rồi nó gì cơm nó gì nấu hay là mua lại đặt à dạ ô hồi trời giỏi quá ha quá sướng đấy dạ dạ ba mấy nặng ấy sáng kia nghe bạn mày tơ nói bạn được đó em định vô hồi thăm giúp đời cho mình chục đấy mẹ nha mẹ ơ mô dạ 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 mô hà dạ kia khái mới à đương lý à mẹ đương lý à dạ 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 đi à ba mẹ có con cháu chứ đóng không hai đứa con mất nửa con nữa à dạ chưa à dạ dạ ở trong xa với chưa mấy ở chắc hả à mẹ ở chắc dạ dạ có ngay ngay đi bạn về sổ kiếm sống rồi hả dạ ngay dạ. Ngô khỏe khỏe thì đi con chị đi con à dạ mưa lạnh quá ở da thôi à dạ 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 đấy con có 200.000 của chị lính bằng chị Thú ở bên Cali gửi dạ. Tặng những người khó đấy dạ con xin gửi dạ, tặng cho mẹ mẹ tên chi đó mẹ Nguyễn Thị Mai dạ mẹ Nguyễn Thị Mai dạ rồi dạ. Con tặng một quà cho chị Linh đó là quả đấm hồ ua cháu thùng về đấm lắm à dạ giờ giữa đường giờ xả đi thôi à dạ 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 rồi dạ rồi tại con... vì mình ở xóm là mình biết dạ dạ thôi dạ, con chúc mẹ sức khỏe dạ. Dạ bạn cho được nhiều số dạ một lần quả thì nghỉ bật ngay hai ngày cứ một lần quả thì nghỉ dạ dạ mẹ nắm lấy máy rồi 74 rồi. Dạ 74 hả? Dạ. Rồi. Dạ thôi được thôi con chúc mẹ may mắn sức khỏe. Dạ. Cha mẹ dạ. Đây là ngã tư Cao Bạc Quạt về qua Chi Lăng đây. Dạ. Dạ dạ. Thôi con chào mẹ. Ồ ờ mỗi lần. Ở ăn lô à? Dạ. Bà chờ ông vô đây. À đi xe bịt vô và đi xin dạ. Hả? Dạ. Quay đầu anh chặt phải ra thôi chặt đi thôi. À dạ uống nhau uống ở xóm mày ngoài á dạ, địa chỉ mà ngoài á chờ á chờ ăn lỗ hả đó là uống tên gì Sơn dạ Sơn uống Sơn hả uống ở chờ ăn lỗ à dạ. À mới đi xe bịt vào đây xin à dạ uống dạ, tư cho cháu hỏi đá đi xin lâu máu rồi không đi đây thôi lần lèo dạ lần lèo quả chứ chuyện đi uống ăn cái câu à lần lèo quả mới đi kiếm tiền ăn hả con cháu uống đóng không à mẹ chứ mẹ cũng làm được à dạ được hả ồ chờ làm đặc biệt địa chỉ ông mai muốn răng giúp cho dạ, dạ, ông lại địa chỉ ông đi dạ ông kêu ông địa chỉ nhà ông nè ông địa chỉ ta chưa hết được anh dạ đi chờ ông đi
kiểm chứng cho cô đi ngồi. À, ông phải biết địa chỉ để về giúp cho ông chứ, dạ. Ấn 80 rồi chứ được, tàu giúp cho ông rồi chứ chưa ra cả đi mà rồi. À, rồi là ông cho biết địa chỉ à? Dạ, cũng biết dạ. Ông nói ở chờ ông tên chi, ông nói ông tên chi? Ông Sơn đó. Ông Sơn ở chờ ăn lồ phải không? Con ráng ngoan ngoài hỏi họ biết ông phải không? Dạ. Chờ ăn lồ là cái đấy câu lúc nào ấy. Ông quên hết. À, ông quên hết tầm mấy tuổi đó ông con đi xin. Dạ. Dạ dạ, ông từ nhà tây liên tục ông bảo nhà luôn. À, thôi đây qua đây. Con có chị Linh bằng chị Thú ở bên Cali gửi tặng cho ông 200. Dạ thôi, chị tặng đi có. Dạ. Chúc ông sức khỏe, ăn Tết vui vẻ. Dạ. Hết chưa? Dạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ 200 rồi. À, thôi cảm ơn anh. Rồi rồi, dạ rồi, tôi chúc ông sức khỏe. Dạ dạ. Ôi trời. Ông bị lệnh rồi mọi người. Đó là quang cảnh hai bên đường Chi Lăng. Hàng ăn sáng. Dạ. Chúng tôi xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay tiếp tục thăm Huế. Ăn qua phố chợ. Dạ lúc này cũng hơn 9 giờ sáng. Còn là ngày 10 tháng Chạp rồi mọi người. Đi một vòng xem bà con có cái gian hàng chi bày bán Tết chưa. Giờ hôm nay Huế mưa lạnh 18 độ C, đi trên đường rất là lạnh luôn. Mưa nữa. Dạ. Réo rắc. Có những cái hộp quà nhỏ đang được làm bày bán để cho người ta trưng đó. Đường phố Chi Lăng chi chít là những cái hoa quảng hàng ăn sáng hai bên đường. Và trời mưa làm cho cái tuyến đường này nó buồn hơn. Nó mưa gió thì nhìn đường xá thôi là hai bên đường người ta buôn bán mọi người, nhìn nó nhợt nhạt. Dạ. Tiếu mì gò xe bạn hàng rong. Rất là nhiều luôn. Dạ. Cũng như sáng nay em vui cùng gạn ngồi một cái quán lụp sụp bên lề đường của Chi Lăng đó, ngồi ăn bánh cánh trong một cái quán nhỏ mà bạn cũng hai ba thứ. Dạ. Bún hến, bánh cánh, xôi bắp. Dạ. Ngồi hai ba rổ luôn. Ở Huế thì cái món ăn mà người dân hay ăn
cũng là bánh canh bún gạo buổi sáng mọi người. Dạ. Yeah. Ngoài bún bò, dạ. Yeah. Thì có bánh canh nữa. À đây chờ chị Vinh. À những cái xe chở những cái cây hoa đi bán đó, đó hoa người ta có thể trứng cũng có thể thắp hương đó. Bạc. Bếp ông Táo. Ôi giờ chờ sáng đóng chưa. Chờ dính đó mọi người. Rồi cảnh uống bạn ngồi hai bên đường rất là nhiều. Những cái nồi chè, nồi chảo bánh cánh, dạ. Yeah. Rau rổ quả. Đó, đời sống bà con ở Huế còn những cái ngành nghề như vậy đó. Nuôi sống bao nhiêu đời đó đó, dạ. Yeah. Quanh đi quanh lại rồi phải bán hàng ăn hàng uống phục vụ nhu cầu thôi, dạ, ăn uống hàng ngày không thể không ăn cho nên hàng ăn hàng uống cứ mọc ra phục vụ cho người dân bà con ăn uống sáng trưa chiều tối, dạ. Một buổi trưa gần trưa đi thăm Huế với cái không khí mưa lạnh và ngày hôm nay cũng là ngày đầu năm của 2023 mọi người, và ngày 1 tháng 1 và đây là cái cầu chạy dính bắc ngang sông Hương, dòng sông đưa nước về các cái vùng quê như là về hướng Thuận An, về hướng Bảo Vinh, dạ, yeah. Chạy về rất là nhiều hướng, có về Hương Phong đó, dạ. Yeah. Trời mưa làm cho cái đường nó tối sầm luôn mọi người, không thấy sắc màu chi cả, nhìn lên cầu hình nó xa mơ lắm. Đó, như cầu hình như một cái đảo nhỏ nằm ở giữa sông Hương, dạ. Được chọn là Thanh Long và tên kia con giả viên là Bạch Hổ của kinh thành Đại Nội đó mọi người, dạ. Hai nhánh sông. Cầu chợ Dinh thì có cầu chợ Mai và chợ Nam Phổ. Chợ này cũng được gọi là chợ Giá Lạc khu vực này á, và vì những ngày đầu năm hồi xưa thời còn các vua chúa người ta cho họp chợ trong 3 ngày tại đây được đặt chợ là Giá Lạc vì hồi đó là ngày Tết mà, ngày Tết ngày xuân thì tất cả các cái nơi chợ đều nghỉ. Đó, thì nơi đây được tổ chức làm họp chợ Gia Lạc trong 3 ngày phục vụ
những ngày đầu năm, 3 ngày đầu năm và mùng 1, mùng 2, mùng 3 của Tết Nguyên Đán á. Và cho nên bây giờ vẫn giữ được cái truyền thống đó, năm nào về đây, đặc biệt khu vực cái tuyến đường Nguyễn Vui đi vô khu vực chợ Nam Phố đây, là hai bên bà con bày bạn rồi có những cái trò chơi, cùng cho đánh bài, đánh bầu cua cho vui và trong 3 ngày Tết. Thì rất là đông đúc khu vực này, rồi nhiều người ở thành phố cũng về đây để tham gia vui nhộn trong 2-3 ngày. Còn phía ngoài đường sau lưng chúng ta thì bán hàng ăn uống. Tết về có cái chợ Gia Lạc để chúng ta ngang qua vui chơi, mua sắm và chủ yếu cũng phục vụ những cái hàng ăn uống đó mọi người. Thì khi các cái chợ khác chưa hoạt động thì ở đây người ta hoạt động để bán vụ dưới tôm cá, thịt cho chi có đầy đủ cá, rau rắn nhá. Và bao nhiêu những tiểu thương thì người ta đưa về đây người ta bán. Rồi chúng ta đi ngang vào phía một bên của chợ Nam Phố thăm bà con. Hàng hóa mua bán cá tôm đầy ấp luôn. Những cái nhành hoa bằng tết đó. Hoa của làng, hoa dạy của làng hoa Thanh Tiên có mặt khắp mọi nơi, sắc màu luôn. Dạ, và một cái hành trình sáng nay em vui tiếp tục đưa mọi người thăm Huế, ngang qua các cái tuyến đường phố chợ. Hy vọng mọi người cũng thấy thú vị khi xem video. Dạ, cho em vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé. Dạ, em vui xin chào mọi người.